Molly rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin toàn cảnh thế giới trên kênh The Saigon Post. Mời quý vị cùng theo dõi những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thưa quý vị, cho tới thời điểm hiện tại, một hậu quả thảm khốc đối với an ninh châu Âu cũng như uy tín của Mỹ nếu Ukraine thua trong cuộc chiến xâm lược của Nga là không cần gì để nghi ngờ nữa một cựu nghị sĩ Mỹ đã viện dẫn việc Mỹ rời khỏi Afghanistan để kêu gọi Washington giúp đỡ Kyiv trong cuộc chiến chống lại Vladimir Putin bằng cách cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa và sử dụng các quỹ Nga bị đóng băng để giúp đỡ đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này. Chính quyền Biden đã bị chỉ trích nặng nề vì cách xử lý việc rút quân Mỹ khỏi Afghanistan vào năm 2021, sau đó là việc Taliban quay trở lại nắm quyền ở nước này. Gen Haman, chủ tịch ủy ban chiến lược quốc phòng quốc gia nói với Bloomberg: "Mỹ không thể có được danh tiếng như sau khi chúng tôi rời Afghanistan rằng họ sẽ từ bỏ những cam kết mà mình đưa ra. Điều này sẽ rất tồi tệ." Haman nói: "Điều cần thiết là chúng tôi phải cung cấp vốn. Chúng tôi đã cam kết viện trợ. Chúng tôi cần phải tuân thủ. Châu Âu đang do dự vì chúng tôi đang do dự." Lời kêu gọi của Tổng thống Joe Biden cấp 61 tỷ Mỹ kim cho Kyiv gắn liền với yêu cầu tài trợ bổ sung 110 tỷ Mỹ Kim đã bị mắc kẹt tại Quốc hội sau khi các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện chặn nó, chủ yếu vì nó không bao gồm các biện pháp an ninh biên giới. Một thỏa thuận dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới, nhưng điều này đã được Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson mô tả là chết từ trong trứng nước trong bối cảnh tranh chấp tiếp tục về quỹ Haman là nữ nghệ sĩ đảng Dân Chủ tại quận 36 của California cho đến năm 2011 và là chủ tịch tiểu ban tình báo của Ủy ban an ninh nội địa, nói với Bloomberg rằng Mỹ nên khai thác các quỹ của Nga bị đóng băng do lệnh trừng phạt. Haman nói, tôi nghĩ có thể có một kết quả tốt ở đây, quốc hội cần phải vào cuộc và chính quyền Biden cần sử dụng số tiền bị đóng băng này ngay bây giờ cuộc xâm lược toàn diện của Vladimir Putin vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, sau đó là các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập Moscow khỏi hệ thống tài chính toàn cầu. Chúng bao gồm việc đóng băng tài sản trị giá khoảng 300 tỷ Mỹ Kim của Moscow. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã ủng hộ đạo luật tái thiết thịnh vượng và cơ hội kinh tế repo cho người Ukraine. Nếu được thông qua và ký thành luật, đạo luật này sẽ trao cho Biden quyền tịch thu tài sản bị phong tỏa của Nga. Số tiền bị Mỹ tịch thu theo luật sẽ được chuyển vào một tài khoản có thể chi trả cho việc khôi phục Ukraine, nhưng không được sử dụng cho chi phí quân sự. Tuy nhiên, ít nhất 2 phần 3 số tài khoản bị phong tỏa được nắm giữ ở châu Âu và hãng tin độc lập The Bell của Nga đưa tin hôm thứ Bảy rằng khó có khả năng xảy ra một vụ tịch thu hàng loạt tài sản của Nga. Tuy nhiên, Washington sẽ tiếp tục thúc ép các đồng minh của mình mạnh dạng hơn, The Bell nói thêm thưa quý vị đến với tình hình trên chiến trường nga ukraine những ngày này được biết vẫn chưa bên nào đạt được bước tiến lớn trước bên còn lại thay vào đó lực lượng ukraine đang chuyển sang tập trung vào phòng thủ rải mìn dựng vành đai lửa chặn đà tiến công của nga theo các kỹ sư quân sự nga lực lượng vũ trang ukraine đã bắt đầu rải mìn toàn bộ tiền tuyến điều này có lẽ được thực hiện với mục đích ngăn chặn bước tiến xa hơn của lực lượng vũ trang nga theo lời kể của các lính Nga, đặc công Ukraine đang đặt mình sát thương MON-200 và mình chống tăng TM-62 trong vùng xám. Ngoài ra, bom chùm còn được sử dụng để rải mình trên đường và các khu vực thuộc lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát. Để cản trở bước tiến của quân Nga, pháo binh Ukraine bắn đạn chùm vào các vị trí của Nga. Việc di chuyển trên những tuyến đường gần khu vực chiến đấu đã trở nên nguy hiểm. Tình hình ra phá bom mìn rất phức tạp do điều kiện thời tiết xấu. Tuyết bao phủ đạn dược gây khó khăn cho việc phát hiện. Các binh sĩ thuộc các đơn vị công binh và công binh chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga buộc phải làm việc hàng ngày để tạo ra những tuyến đường mới an toàn cho sự di chuyển của quân đội Nga. Ukraine tiêu diệt 1070 quân xâm lược, 25 xe chiến đấu bọc thép và 10 tăng trong một ngày. Trong ngày qua, quân đội Ukraine đã tiêu diệt thêm 1070 kẻ xâm lược Nga. Như vậy, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Nga đã mất khoảng 383.180 đơn vị nhân lực. RBC Ukraine viết về điều này, có tham khảo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, tổng thiệt hại của Nga tính từ 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 29 tháng 1 năm 2024 là khoảng Nhân sự, khoảng 383.180, cộng 1.070 người đã bị loại khỏi vòng chiến trong ngày qua xe tăng 6.290 cộng 10 chiếc, xe chiến đấu bọc thép 11.696 cộng 25 chiếc, hệ thống pháo 9.113 cộng 16 đơn vị, MLRS 972 đơn vị, hệ thống phòng không 660 đơn vị, máy bay 331 chiếc, trực thăng 324 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 7.049 cộng 8 chiếc, tên lửa hành trình 1.846 cộng 1 đơn vị tàu thuyền 23 chiếc, tàu ngầm một đơn vị, thiết bị ô tô và xe bồn 12.149 cộng 46 chiếc, thiết bị đặc biệt 1.443 cộng 7 chiếc. Tình hình ở mặt trận theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội của Kiev đã đẩy lùi 26 cuộc tấn công của địch theo hướng Ayivka. Đặc biệt, lực lượng phòng vệ tiếp tục công tác mở rộng đầu cầu theo hướng Kherson. Theo các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, quân xâm lược Nga có khả năng đã chiếm đóng Tabekka, vùng Kharkiv và tiến vào cánh đồng phía đông Yampolovka, phía tây Kremenaya. Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine đã buộc quân đội Nga rời khỏi Tersakeya, Okota ở Ayivka. Thưa quý vị, giữa tháng 7 năm 2023, Nhà độc tài Vladimir Putin tuyên bố rút Nga khỏi sáng kiến hành lang ngũ cốc qua Biển Đen do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đàm phán. Moscow quyết khôi phục phong tỏa toàn diện vận tải hàng hải Ukraine, tập kích hạ tầng cảng biển ở hai thành phố Odessa và Chernomorsk, đồng thời cảnh báo mọi tàu hàng tới Ukraine đều có thể bị coi là mục tiêu quân sự. Vào thời điểm đó, cả thế giới đã nghĩ rằng Nga sẽ cắt đứt hoàn toàn xuất khẩu của Ukraine và vô hiệu hóa cảng biển của đối phương. Ai cũng hiểu rằng trên biển đen chỉ có một cường quốc hải quân. Olia Kobert, chuyên gia Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu, nhận định về lợi thế áp đảo của Nga trên vùng biển chiến lược. Tuy nhiên, sau nửa năm, Kyiv đã đảo ngược tình thế nhờ hai chiến lược táo bạo giúp cứu sống nền nông nghiệp của Ukraine và cho cả thế giới thấy bộ mặt thực sự của hạm đội Biển Đen có phải uy dũng như Nga tô vẽ. Chi tiết chiến lược thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Xuất khẩu lương thực Ukraine qua Biển Đen đạt 4,8 triệu tấn trong tháng 12 năm 2023 trong khi mức đỉnh điểm của giai đoạn sáng kiến ngũ cốc là khoảng 4,2 triệu tấn. Theo thống kê của Công ty Thương mại Nông sản Speak Broker tại Kiev, trước khi chiến sự nổ ra vào tháng 2 năm 2022, Ukraine xuất khẩu trung bình mỗi tháng khoảng 6 triệu tấn ngũ cốc qua Biển Đen. Theo Kobert Ukraine đã phá vòng kim cô của quân đội Nga bằng hai chiến lược táo bạo thiết lập hành lang hàng hải riêng và buộc hạm đội Biển Đen của Nga lùi sâu về hậu cứ. Trong 6 quốc gia tiếp giáp Biển Đen, Ukraine sở hữu đường bờ biển dài thứ hai với 2.782 km trước khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, chỉ xếp sau Thổ Nhĩ Kỳ. Trước khi chiến sự bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, một nửa sản lượng hàng hóa xuất khẩu của Ukraine được chuyển qua hệ thống cảng biển, trong đó nông sản là mặt hàng trọng yếu, sau khi Nga phong tỏa các tuyến hàng hải của Ukraine trên Biển Đen, Liên minh châu Âu, EU và một số nước láng giềng tìm cách giải vây cho kinh tế Ukraine bằng các hành lang vận chuyển ngũ cốc bằng đường bộ, đường sắt. Nhưng phương án này không đạt hiệu quả như kỳ vọng vì tốn kém. Hạ tầng đường sắt và đường bộ cũng không thể đáp ứng được năng lực xuất khẩu ngũ cốc rất lớn của Kyiv. Sức ép từ nông dân và nhóm chính trị tại các nước Ba Lan, Romania, Bulgaria và Hungary còn khiến hàng hóa Ukraine tắt nghẽn tại các cửa khẩu. Khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen và từ chối đàm phán, việc tự thiết lập hành lang vận tải qua vùng biển này trở thành lựa chọn duy nhất đối với Ukraine. Hành lang vận tải biển mới của Ukraine tận dụng hạ tầng cảng nước này và Romania ở cửa sông Danube, mang theo lãnh hải Romania và Bulgaria để đưa hàng hóa đến eo biển Bosphorus của Thổ Nhĩ Kỳ và vòng qua eo biển Aegean để đến biển Adriatic ở Nam Âu. Sáng kiến này gián tiếp tận dụng chiếc ô an ninh của NATO để giảm rủi ra tàu hàng chở ngũ cốc bị hải quân Nga đánh chặn, do Romania, Bungary và Thổ Nhĩ Kỳ đều là thành viên NATO. Những vụ tập kích của Nga nhắm vào khu vực cửa sông Danube bị giới hạn ở cảng Ukraine. Kyiv chỉ cần tính toán phương án bảo vệ tàu hàng đến khi chúng đi vào lãnh hải nước láng giềng. Theo chuyên gia Kobert, sự hỗ trợ từ Romania là chìa khóa thành công cho hành lang ngũ cốc mới của Ukraine. Bất chấp hàng loạt cuộc tập kích nhắm vào cửa sông Danube và Odessa trong năm 2023, Ukraine vẫn phối hợp với Romania hoàn thành nhiều dự án cải tạo cảng, nạo vét lòng sông, tăng số lượng hoa tiêu và cải tiến cơ chế điều phối giao thông đường thủy. Cảng Constanta ở Romania trong năm 2023 đạt sản lượng ngũ cốc xuất khẩu cao kỷ lục, trong đó 40% có xuất xứ Ukraine. Nước này dự kiến mở một cầu cảng dành riêng cho ngũ cốc Ukraine trong tháng 3. Hy Lạp và Croatia cũng góp sức đáng kể khi cho phép ngũ cốc Ukraine chuyển tiếp qua hệ thống cảng ở biển Adriatic. Xuất khẩu của Ukraine qua cảng sông Danube tăng từ 14,5 triệu tấn hàng hóa trong giai đoạn tháng 2 đến tháng 12 năm 2022, lên 29,4 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023. Trong năm tháng cuối năm ngoái, sau khi Ukraine tuyên bố tự thiết lập hành lang vận tải qua Biển Đen, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đạt 8,6 triệu tấn, trong đó cao điểm là tháng 12 năm 2023 với 5 triệu tấn. Trong cả năm 2023, tổng cộng 57 triệu tấn hàng hóa các loại, bao gồm lương thực đã được Ukraine xuất khẩu qua đường biển, ngang bằng năm 2022, nhưng chỉ tương đương 1 phần 3 năm 2021. Bộ trưởng Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov tự tin nước này có thể thúc đẩy xuất khẩu lương thực qua hành lang biển đen lên mức 48 triệu tấn mỗi năm. Trong giai đoạn đầu sau khi rút khỏi sáng kiến ngũ cốc trên biển đen, Nga liên tục tập kích các cảng ở Mykolaiv, Chernomorsk và Odessa của Ukraine hạ tầng cảng và kho hàng của Ukraine ven sông Janib cũng trở thành mục tiêu, trong đó có Reni, Ismail, Olivka và Vilkova. Theo thống kê từ Kyiv, từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023, khoảng 180 công trình hạ tầng cảng của Ukraine đã bị hư hại một phần hoặc phá hủy hoàn toàn bởi những đòn tập kích của Nga, khiến khoảng 300.000 tấn ngũ cốc bị thiêu rụi, Ukraine còn cáo buộc quân đội Nga nổ súng cảnh cáo tàu hàng Sukru Okan mang cờ Palau vào ngày 14 tháng 8 năm 2023, khi tàu đi qua cửa sông Danube đến cảng Sulina của Romania, sau đó điều trực thăng KA-29 đưa quân nhân đổ bộ lên tàu kiểm tra. Trước nguy cơ tuyến hàng hải vừa mới thiết lập lại bị Nga bóp nghẹt từ trong trứng nước, quân đội Ukraine nhanh chóng khai triển mũi nhận thứ hai trong kế hoạch giải phóng xuất khẩu đường biển, tăng cường tập kích những mục tiêu quân sự Nga trên biển đen và bán đảo Crimea. Ukraine đã tận dụng kho vũ khí đa dạng của mình để tạo ra lợi thế trong cuộc chiến không cân sức trên biển đen. Họ sử dụng hỏa tiễn Neptune, vốn phát triển trên nền tảng hỏa tiễn diệt hạm cận âm 3M24 Uran, ra đời từ thời Liên Xô để ngăn tàu chiến Nga tiếp cận bờ biển phía Nam. Kyiv được tiếp thêm sức mạnh với hỏa tiễn hành trình Storm Shadow do châu Âu viện trợ để tập kích những mục tiêu sâu trên bán đảo Crimea quân đội Ukraine cũng phát triển các mẫu xuồng tự sát và máy bay không người lái để tập kích cảng biển cùng tàu chiến Nga ở quân cảng Sevastopol. Trong giai đoạn 2022-2023, Nga ghi nhận ít nhất 16 tàu chiến trúng tập kích của Ukraine, trong khi phía Kyiv thông báo đánh trúng 24 mục tiêu Nga. Hệ quả là hạm đội Biển Đen đã phải rút dần khỏi Crimea, di chuyển lực lượng xa hơn về phía đông. Tận dụng bước lùi của hải quân Nga, quân đội Ukraine còn tái kiểm soát các dàn khoan dầu và khí đốt ngoài khơi Crimea vào tháng 9 năm 2023. Tháng 12 năm 2023, tàu đổ bộ Novojetkarsk với lượng giãn nước 4.000 tấn bị đánh chìm ở Fyodosia, phía đông nam Crimea. Các vụ tập kết được Ukraine thực hiện tương tự chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập khu vực, tạo ra một hành lang hẹp nhưng đủ cho vận chuyển hàng hóa thông suốt bằng đường biển. Lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến nổ ra, hạm đội Biển Đen bị đẩy lùi khỏi khu vực duyên hải Ukraine. Những thiệt hại liên tiếp buộc Nga nới lỏng vòng kim cô phong tỏa trên Biển Đen. Theo Timofey Milovanov, hiệu trưởng trường kinh tế Kyiv, phá vòng phong tỏa mà Nga áp đặt trên Biển Đen là giải pháp duy nhất để Ukraine cứu vãn nền nông nghiệp của mình, cũng như góp phần giúp đất nước không bị sụp đổ về kinh tế. Sau gần hai năm chiến sự, Ukraine trong năm 2023 ghi nhận thâm hụt ngân sách đến 43 tỷ Mỹ Kim, buộc họ phải tìm mọi giải pháp để tự đứng trên đôi chân của mình, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào viện trợ tài chính, kinh tế từ phương Tây. Việc mở tuyến hàng hải mới trên Biển Đen trở thành lựa chọn sống còn của Ukraine. Những diễn biến thời gian qua cho thấy giới lãnh đạo tại Kyiv ý thức rằng họ không thể dựa mãi vào viện trợ và cho vay từ nước ngoài. Ukraine phải tự kiếm ra tiền. Oleg Shuslav, nhà phân tích tại Odessa nhận định. Điều khó khăn là Nga cũng hiểu rõ điều đó và sẽ không từ bỏ mục tiêu bóp nghẹt xuất khẩu của Ukraine bằng các cuộc tập kích hạ tầng cản. Thưa quý vị, cuộc chiến vệ quốc của Ukraine sẽ còn nhiều cam go, nhưng những người dân kiên cường, thông minh và mưu lược chắc chắn sẽ tìm ra cách để từng bước hóa giải, như việc hóa giải chiếc vòng kim cô mà Putin đã từng rất đắc chí mà quý vị vừa nghe phân tích ở trên. Với giá vé khoảng 1 Mỹ Kim một lượt, các nhóm du khách chỉ gồm nam giới có thể lên thăm tàu hàng Galaxy Leader. Lực lượng Houthi bắt tàu Galaxy Leader vào tháng 11 năm 2023 và đưa về Yemen, gọi đây là chiến tích trong cuộc đấu tranh bày tỏ đoàn kết với người dân Palestine tại giải Gaza. Tàu Galaxy Leader hiện neo đậu ngoài khơi thành phố cảng al Haduya miền Tây Yemen. Nó được trang trí với cờ Yemen, Palestine và các biểu ngữ chống Mỹ, Israel. Một số du khách biểu diễn điệu nhảy truyền thống với dao găm mà người Yemen thường mang theo, cũng như hát ca ngợi hào thiệt. Dubai Al-Haidari, người đến từ thủ đô Sanaa, cho biết đã đi suốt 5 tiếng để xem tàu Israel. Chúng tôi thấy vinh dự và tự hào khi lực lượng vũ trang Yemen đã hoàn thành công việc tuyệt vời này để hỗ trợ những người anh em bị áp bức tại lãnh thổ Palestine và giải Gaza, Al-Haidari nói. Tàu Galaxy Leader thuộc sở hữu của một công ty có trụ sở tại Anh của một doanh nhân Israel. Con tàu được một công ty Nhật Bản thuê lại vào thời điểm bị lực lượng Houthi bắt. Trên tàu khi đó có 25 thủy thủ là công dân Bulgaria, Philippines, Ukraine và Mexico. Hiện chưa rõ tình trạng của những người này. Hazim Alashad thuộc văn phòng chính trị của Houthi cho biết Galaxy Leader là điểm thu hút khách du lịch, đồng thời nhận định những người tới tham quan con tàu là bằng chứng cho thấy người dân Yemen đang nóng lòng đối đầu với kẻ thù. Du khách tên Al Baydani nói ông đã đi 400 km từ miền nam Yemen tới Al Hudeda để thăm Galaxy Leader và gọi con tàu là niềm tự hào của người dân Yemen. Sau chuyến tham quan kéo dài một tháng, du khách trở về và hô các khẩu hiệu như Allahu Akbar, Thượng đế vĩ đại. Sau khi chiến sự Israel-Hamas bùng phát đầu tháng 10 năm 2023, lực lượng Houthi nhiều lần dùng hỏa tiễn và máy bay không người lái UAV tấn công tàu hàng đi qua biển đỏ El Batmandad và Vịnh Aden mà họ cho là có liên hệ với Israel. Liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu phản ứng trước đợt tập kích của Houthi bằng những đợt tuần tra trên biển đỏ và nhiều lần tấn công các vị trí của Houthi tại Yemen. Ông Trump chỉ trích tổng thống Biden vụ binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordan. Cuộc tấn công trắng trận này tiếp tục là một hậu quả khủng khiếp và bi thảm từ sự yếu đuối và dễ khuất phục của Joe Biden. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28 tháng 1 viết trên trang mạng xã hội Truth Social đề cập vụ căn cứ Mỹ ở Jordan bị máy bay không người lái UAV tập kích, khiến ba binh sĩ nước này thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo, Liên minh các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, cho biết đây là động thái nhằm đáp trả việc Mỹ ủng hộ Iran trong cuộc xung đột ở giải Gaza. Nhóm này trước đó đã nhiều lần tập kích căn cứ Mỹ ở Trung Đông với lý do tương tự, song đây là vụ đầu tiên khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Theo ông Trump, chính sách nhân nhượng của Tổng thống Biden với Iran là nguyên nhân khiến binh sĩ nước này thiệt mạng. Thêm rằng vụ tấn công sẽ không bao giờ xảy ra nếu mình còn nắm quyền, do ông luôn duy trì quan điểm cứng rắn với Tehran. Ngay tồi tệ này là bằng chứng cho thấy chúng ta cần phải quay trở lại chính sách hướng tới hòa bình thông qua sức mạnh để không còn sự hỗn loạn, không còn sự hủy diệt và không có thêm người Mỹ nào phải mất mạng nữa. Đất nước chúng ta sẽ không thể sống sót khi Joe Biden làm tổng tư lệnh, ông Trump khẳng định. Phản ứng của chính quyền Biden đối với cuộc tấn công sẽ rộng đến mức nào là vấn đề đang được tranh luận ở Washington các cựu quan chức cho biết chính quyền có thể chọn trong số nhiều phương án mà không tấn công trực tiếp vào iran chẳng hạn như tấn công lực lượng bán quân sự kurd ở syria iraq và yemen đánh tàu iran trên biển hoặc tiến hành một cuộc tấn công lớn vào lực lượng được iran hậu thuẫn nhóm dân quân được cho là phải chịu trách nhiệm đây là một cuộc tấn công gây thương vong hàng loạt nhằm vào mục tiêu mềm trên lãnh thổ của một quốc gia đồng minh. Nó đã vượt qua tất cả các ranh giới đỏ. Joel Rabin, người từng là đặc phái viên về Syria dưới thời chính quyền Trump, nói về cuộc tấn công vào tháp 22. Họ sẽ phải xem xét là làm thế nào để buộc người Iran phải trả giá. Các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi họ làm được điều đó. Thưa quý vị, trong khi Nga đang tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine, thì các nước phương Tây lo ngại rằng nước này có thể thực hiện thêm các hành động đe dọa an ninh của họ. Do đó, một Schengen quân sự đã được giới thiệu khi NATO chuẩn bị cho cuộc tấn công của Nga vào châu Âu. NATO sẽ phải chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu trên khắp châu Âu, bao gồm cả ở Đức, nếu Điện Kremlin gây chiến chống lại liên minh này. Các tướng lĩnh cấp cao cảnh báo. Trong một cuộc phỏng vấn với The Times, Trung tướng Alexander Scharfrand, chỉ huy trung tâm hậu cần quân sự của NATO ở Đức, kêu gọi các đồng minh hợp lý hóa các thủ tục quan liêu gây khó khăn cho các nước trong việc di chuyển quân đội và thiết bị cũng như gây khó khăn cho các nước sử dụng chúng trong thời kỳ khủng hoảng. Nếu so sánh cuộc chiến tranh hiện tại và các hoạt động của 10 hoặc 5 năm trước, chúng ta sẽ phải thừa nhận rằng sẽ có một cuộc chiến khó khăn ở các khu vực phía sau. Chúng ta phải cho rằng kẻ xâm lược sẽ sử dụng toàn bộ phổ động học và phi lực nhằm phá hủy các đường liên lạc kể cả ở phía sau, Saffran nói. Các nhà lãnh đạo NATO tin rằng liên minh này có thời gian hạn chế để thực hiện các bước tăng cường khả năng phòng thủ. Họ hy vọng sẽ đạt được đồng thuận về việc áp dụng hệ thống Schengen quân sự cho phép các đoàn xe quân sự di chuyển tự do qua các nước NATO trước hội nghị thượng đỉnh của liên minh tại Washington vào tháng 7 về Ukraine và NATO vào tháng 1 năm 2024. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Ukraine-NATO đã diễn ra theo hình thức quân sự ở cấp tổng tư lệnh quân đội. Định dạng của Hội đồng Ukraine-NATO được tạo theo quyết định của Hội nghị Thượng đỉnh ở Vilnius vào mùa hè năm 2023 như một trong những bước tiến tới việc nước ta gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Trước đó, người ta biết rằng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg muốn mời Ukraine gia nhập NATO ở một giai đoạn nhất định. Ở một diễn biến khác, Triều Tiên tuyên bố phóng thử hỏa tiễn hành trình chiến lược mới Punwasan 331 từ tàu ngầm dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un. Hỏa tiễn hành trình chiến lược Bulwarsan 331 được phóng từ một tàu ngầm ngày 28 tháng 1, bay trong hơn 2 giờ rồi đánh trúng các mục tiêu định sẵn trên một hòn đảo ở biển Nhật Bản. Tờ Rodong Shimun, cơ quan ngôn luận của đảng lao động Triều Tiên đưa tin hôm nay. Ngoài thời gian bay, Triều Tiên không công bố thêm thông số của Bulwarsan 331. Lãnh đạo Kim Jong-un giám sát vụ phóng và gọi đây là cuộc thử nghiệm thành công có ý nghĩa chiến lược đáng kể trong việc thực hiện kế hoạch hiện đại hóa quân đội, xây dựng lực lượng hải quân hùng mạnh. Ông Kim Jong-un cần kiểm tra quá trình chế tạo một tàu ngầm hạt nhân và trao đổi các vấn đề liên quan việc sản xuất các tàu chiến mới. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng loạt hỏa tiễn hành trình từ Simpro ra vùng biển phía đông vào sáng ngày 28 tháng 1. Tên báo nước này và Mỹ chưa công bố kết quả phân tích vụ phóng. Đây là vụ phóng hỏa tiễn hành trình thứ hai của Triều Tiên trong chưa đầy một tuần sau lần thử hôm 24 tháng 1. Triều Tiên ngày 25 tháng 1 xác nhận đã lần đầu phóng thử hỏa tiễn hành trình chiến lược mới Punwashan 331 từ chiến lược thường chỉ vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân. Triều Tiên lần đầu thử nghiệm hỏa tiễn hành trình chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vào tháng 9 năm 2021 các vụ phóng hỏa tiễn hành trình của triều tiên không thu hút nhiều chú ý bằng hỏa tiễn đạn đạo do nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc không cấm nước này thử nghiệm hỏa tiễn hành trình tầm xa hỏa tiễn hành trình bay chậm và có uy lực kém hơn hỏa tiễn đạn đạo khiến chúng dễ bị đánh chặn hơn nhưng khả năng bay thấp khiến loại vũ khí này dễ ẩn mình trước radar phòng không và có độ chính xác cao hơn hỏa hoạn đã bùng phát tại một số cơ sở hạ tầng năng lượng ở Nga trong vài tuần qua sau các cuộc tấn công nghi bằng máy bay không người lái. Trong đó có nhà máy lọc dầu Rosneft ở Tuapsi, cơ sở lưu trữ dầu Rosneft ở Klinsi và cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng Novatek ở cảng Ust-Luga, ven biển Baltic. Các video đăng trên mạng xã hội dường như cho thấy các vụ hỏa hoạn tại các cơ sở ở Tuapsi và Klinsi giới phân tích cho rằng ukraine có thể đang nhắm mục tiêu vào các cơ sở này nhằm làm gián đoạn các hoạt động quân sự của nga các cuộc tấn công vào các kho chứa dầu và cơ sở lưu trữ dầu làm gián đoạn các tuyến đường hậu cần và làm chậm hoạt động chiến đấu olena lapenko chuyên gia an ninh năng lượng nói với the new york times việc làm gián đoạn các nguồn cung cấp này giống như máu cho cơ thể con người là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm chống lại nga trên chiến trường chuyên gia lapenko nhận định các cuộc tấn công cũng nhằm gây thiệt hại cho một ngành công nghiệp sinh lợi vốn không bị cản trở nặng nề bởi các biện pháp trừng phạt kinh tế của phương Tây. Theo chuyên gia Lapenko, Moscow đã kiếm được hơn 400 tỷ Mỹ Kim từ xuất khẩu dầu kể từ khi chiến tranh bắt đầu nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, cuộc tấn công vào kho cảng Ust-Luga ven biển Baltic cũng như thời tiết xấu trong khu vực đã làm gián đoạn các chuyến hàng dầu thô bằng đường biển của Nga, khiến lưu lượng vận chuyển giảm xuống mức thấp nhất trong gần 2 tháng theo Bloomberg. Reuters đưa tin nếu các cuộc tấn công được xác nhận do Ukraine thực hiện, điều đó cho thấy Kyiv có thể tấn công các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái. Một nguồn tin quân sự cho biết, Ukraine thậm chí còn điều một máy bay không người lái bay qua dinh tổng thống Vladimir Putin trong một cuộc tấn công vào kho dầu ở Sanbetekburg các hệ thống phòng không của Nga được cho là trở nên kém hiệu quả hơn trước các máy bay không người lái cỡ nhỏ khi các hệ thống này gặp khó khăn trong việc phát hiện các máy bay không người lái của Ukraine. Samuel Bendet, chuyên gia về một hệ thống quân sự không người lái và robot tại Trung tâm Phân tích Hải quân nói rằng, Nga vẫn thường tự hào về việc có hệ thống phòng thủ nhiều nước trước chiến tranh, tác chiến điện tử cảm biến, các tổ hợp hỏa tiễn khác nhau cũng như radar có thể xác định và ngăn chặn các mối đe dọa tuy nhiên hầu hết các hệ thống phòng thủ này tỏ ra không mấy hiệu quả trước các uav với kích cỡ nhỏ hơn nhiều ông bendet nhận định theo pháp cách tiếp cận hiệu quả trên cho thấy chiến lược tác chiến bằng máy bay không người lái mang ngòi nổ của Kyiv. ukraine thường sử dụng uav để do thám và chỉ đạo các cuộc tấn công nhưng một số uav đã được điều chỉnh để tấn công trực tiếp bằng cách gắn bom hoặc lựu đạn ukraine cũng bắt đầu sản xuất uav được tích hợp công nghệ chống đánh chặn sử dụng trí tuệ nhân tạo Hamas, nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc phòng cho rằng, máy bay không người lái nhỏ, chi phí thấp với tải trọng bom tối thiểu có thể tàn phá mục tiêu nếu chúng được sử dụng để chống lại các mục tiêu dễ cháy. Ngay cả một vài gram chất nổ được đưa trực tiếp tới mục tiêu cũng có thể gây ra vụ nổ phá hủy mục tiêu, chuyên gia Hamas nhận định. Thưa quý vị, Kể từ khi xung đột bùng phát, nga sử dụng nhiều tổ hợp gây nhiễu để ngăn ukraine tiếp cận các vệ tinh thương mại phục vụ hoạt động tác chiến. Lực lượng nga lắp thiết bị gây nhiễu tín hiệu vệ tinh lên xe tăng và thiết giáp, làm gián đoạn tín hiệu điều khiển của máy bay không người lái uav mang chất nổ, can thiệp vào tín hiệu gps trên đạn dẫn đường và uav của ukraine. Trong bối cảnh đó, khả năng kết nối vệ tinh đóng vai trò rất quan trọng trong năng lực tác chiến của ukraine, đặc biệt là hệ thống internet vệ tinh của stalin. Dịch vụ này giúp Ukraine duy trì kết nối Internet và hoạt động bình thường trong chiến sự, cho phép binh sĩ liên lạc dễ dàng hơn trên tiền tuyến và phần nào hỗ trợ hoạt động của vũ khí UAV. Năng lực gây nhiễu của Nga ngày càng tinh vi hơn và làm gián đoạn các loại vũ khí hiện đại của Ukraine, cản trở khả năng tác chiến của họ. Tuy nhiên, nỗ lực cắt đứt kết nối tín hiệu vệ tinh Stalin của Ukraine mà Nga thực hiện tới nay chưa thành công. Nga hoàn toàn muốn tìm cách ngăn cản Ukraine sử dụng Stalin. Brian Whedon, chuyên gia quỹ an ninh thế giới có trụ sở tại Mỹ, nhận định. Tuy nhiên, điều này rất khó thực hiện do cấu trúc phức tạp của hệ thống Stalin. Stalin cho biết tín hiệu vệ tinh của họ mạnh và tập trung hơn do chúng hoạt động ở vị trí thấp hơn nhiều so với vệ tinh địa tỉnh. Do vệ tinh của Stalin gần trái đất, độ trễ tín hiệu thấp hơn, giúp tăng tốc độ truyền phát thông tin. Theo quy điều này khiến tín hiệu của stalin rất khó bị gây nhiễu hơn nhiều so với các loại kết nối vệ tinh khác các hacker của nga tới nay vẫn chưa thể xâm nhập vào hệ thống của stalin chuyên gia này cho hay kari bingen chuyên gia cấp cao tại trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế csis có trụ sở tại mỹ nhận định nga tiếp tục cố gắng can thiệp vào hệ thống stalin song chưa đạt được nhiều thành công các vệ tinh stalin vừa linh hoạt vừa bền bỉ bởi đơn vị vận hành liên tục cập nhật phần mềm để vượt qua các cuộc tấn công của Nga, bên gần nói. Giới chuyên gia phương Tây cho biết, Nga nhiều lần tiếp cận, nhắm mục tiêu hoặc xâm nhập các mạng vệ tinh nước ngoài từ khi chiến sự với Ukraine bùng phát. Ngày ngày đầu tiên của chiến sự, hacker Nga tung ra công cụ chống lại Viasat, công ty Mỹ cung cấp dịch vụ liên lạc quân sự cho Ukraine. Vụ tấn công tác động tới lượng lớn trạm liên lạc ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người tại Ukraine và châu Âu. Phía Mỹ nhận định, các vụ tấn công mạng của Nga nhằm vào hệ thống mạng lưới liên lạc trên vệ tinh thương mại có mục tiêu phá vỡ cơ cấu chỉ huy, kiểm soát của Ukraine trong giai đoạn đầu của xung đột. SpaceX, công ty sở hữu Starlink, bị tấn công mạng vào tháng 4 năm 2022. Các kỹ sư của SpaceX khi đó cập nhật phần mềm hệ thống để đối phó đợt tấn công từ Nga. Elon Musk, người đứng đầu SpaceX, một tháng sau đó thông báo, Stalin đã chống lại nỗ lực tấn công và gây nhiễu trên không gian mạng của Nga, song thừa nhận hacker nước này đang tăng cường hoạt động. Các vụ tấn công hoặc gây nhiễu hệ thống Stalin do Nga thực hiện hiếm khi được đưa tin hay công khai. SpaceX nhiều lần từ chối cung cấp thông tin cập nhật về hoạt động của Nga nhằm vào vệ tinh Stalin. Trang Spacewatch Global có trụ sở tại Đức nhận định, Nga đang phát triển nhiều tổ hợp tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu vệ tinh liên lạc của đối phương. Trong số này có R330 Z Zetel, trạm gây nhiễu di động đặt trên xe tải và Belina MM tổ hợp chuyên ngăn tín hiệu vệ tinh liên lạc. Lực lượng Nga gắn an tên truyền tín hiệu công suất cao lên xe tải nhằm áp chế tín hiệu của thiết bị thu được chỉnh theo tần số Stalin. Theo tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ hồi năm 2023. Nga đang thử nghiệm hệ thống tác chiến điện tử Tobol để cản trở tín hiệu Stalin. Theo tình báo Mỹ thừa nhận, hệ thống Tobol tiên tiến hơn so với hiểu biết trước đây của phương Tây. Tài liệu này cho biết Nga thử nghiệm hệ thống Tobol-1 tại Ukraine trong 25 ngày vào tháng 9 năm 2022. Quân đội Ukraine từng báo cáo hệ thống Internet vệ tinh Stalin bị gián đoạn vào tháng 10 năm 2022, song không rõ tai nạn này do tổ hợp Tobol-1 hay hệ thống gây nhiễu khác của Nga gây ra. Ukraine đang tìm cách đối phó với năng lực tác chiến điện tử của Nga, trong đó có phá hủy các tổ hợp trên chiến trường và xây dựng cách thức ứng phó khác. Giới chuyên gia phương Tây nhận định, dù chịu nhiều tổn thất về thiết bị, Nga vẫn duy trì ưu thế tác chiến điện tử đáng kể trước Ukraine. Cuộc đối đầu trong lĩnh vực tác chiến điện tử ở Ukraine sẽ chuyển ngày càng tăng nhiệt, bên gần nhận định. Bộ quốc phòng Ukraine tuần trước công bố video hai thiết giáp M2A2 Bradley công kích và bắn hỏng xe tăng T90M Rodriv hiện đại nhất của Nga tại làng Stepanoviv gần thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Trong video, hai chiếc Bradley phối hợp tác chiến và liên tiếp nã đạn pháo 25 ly vào xe tăng T-90M khiến nó mất khả năng chiến đấu và đâm vào gốc cây. Tổ lái ngã quyết định bỏ xe trước khi máy bay không người lái UAV tự sát lao vào đuôi xe. VHS Slap, đại đội trưởng xe tăng thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 100 của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng chỉ ra rằng đơn vị vận hành xe tăng T90M trong video đã phạm sai lầm khi để nó tác chiến hoàn toàn đơn độc, trong khi hai chiếc Bradley của Ukraine phối hợp nhường nhuyễn và liên tục cơ động dưới sự yểm trợ của UAV trinh sát trên không để có cái nhìn toàn cảnh về chiến trường. Đối mặt với hai thiết giáp có độ cơ động rất cao, chiếc xe tăng T90M trở nên nặng nề, kém linh hoạt. Kiếp lái bên trong cũng có tầm quan sát rất hạn chế khi không được UAV cung cấp thông tin. Xe tăng đã tìm cách nhắm bắn, nhưng trượt mục tiêu và bắt đầu bị thiết giáp Bradley sử dụng pháo 25 ly khai hỏa dồn dập vào các vị trí hiểm yếu. Kinh nghiệm từ các xung đột hiện đại cho thấy, xe tăng không bao giờ được chiến đấu một mình. Chúng cần được yểm trợ và cảnh báo về những mối đe dọa tiềm tàng để có thể phát huy tối đa khả năng. Nếu được bảo đảm khả năng trinh sát và liên lạc, xe tăng Nga có thể giành lợi thế rõ ràng. Sĩ quan DPR nhận xét, Vyacheslav Lab đề cập trận đánh của kiếp xe Anjosha tại tỉnh Zaporizhia hồi tháng 6 năm 2023. Khi xe tăng T-80 Nga một mình đối đầu 10 xe tăng và thiết giáp Ukraine, sự yểm trợ của UAV và pháo binh lúc đó giúp kiếp xe Nga phá hủy hai xe tăng T-72B, một thiết giáp chở quân M113 và năm thiết giáp kháng mìn Maspro, chặn đứng mũi tiến công của đối phương mà không chịu tổn thất nào mọi chuyện đều có thể xảy ra trong xung đột. Có thể tổ lái T-90M đã gặp xui xẻo, nhưng phải xây dựng chiến thuật để bảo đảm mỗi xe tăng đơn lẻ cũng có thể được yểm trợ tối đa từ mọi đơn vị trên chiến trường. Vyacheslav Lab cho hay. Bên cạnh đó, một số chuyên gia Nga cũng đề cao khả năng phòng vệ của xe tăng T-90M, giúp nó trụ vững trước đòn tấn công tới tấp của hai thiết giáp Bradley và bảo toàn mạng sống của kiếp lái Trận đánh thực tế kéo dài hơn 10 phút và chỉ một phần trong đó được Ukraine công bố. Ngay từ hình ảnh đầu tiên có thể thấy, xe tăng Nga bị hư hại từ trước. Tháp pháo không chuyển động, cụm kính ngắm cũng ngừng hoạt động, chiếc xe tăng khó bắn trả. Bình luận viên Vlad Slepchenko của kênh truyền hình CHISAGRAD nêu quan điểm. Thiết giáp Ukraine đã pháo 25 ly từ khoảng cách 70 mét. Nhiều phát trong đó nhằm vào sườn xe tăng, nơi có vỏ giáp mỏng hơn nhiều so với tháp pháo và mặt trước. Dù vậy, không có phát đạn nào xuyên được qua phần giáp này, trong khi chớp lửa lớn bùng lên là đạn khói bên sườn tháp pháo bị kích hoạt. Sơn Hy, trưởng xe kim xạ thủ trên một trong hai chiếc Bradley, thừa nhận đạn xuyên giáp cỡ 25 ly của pháo Busmaster M242 không hiệu quả, buộc các kiếp lái Ukraine phải tập trung bắn phá hệ thống quang học trên xe tăng T-90M. Một loạt đạn dường như đã trúng vào khoảng giữa tháp pháo và thân xe, nơi có giáp mỏng và đặt nhiều hệ thống điều khiển. Tháp pháo quay tròn mất kiểm soát do hệ thống ổn định bị bắn trúng. Các khối giáp khác đã chặn đứng đạn pháo đối phương, ngăn nguy cơ xuyên thủng và kích nổ đạn trong tháp pháo. Điều quan trọng là toàn bộ kiếp lái không bị tổn hại, cho thấy hệ thống phòng vệ của xe đã hoạt động hiệu quả. VHS Lab nêu quan điểm. Chuyên gia quân sự Alexander Matyushin nói rằng đòn đánh nghiêm trọng nhất xảy ra khi UAV tự sát lao vào nóc khoang động cơ và hộp số. Đây là phần có vỏ giáp mỏng nhất, không loại tăng nào có thể chống chịu được đầu đạn xuyên giáp nhằm vào vị trí này, dù là xe tăng Nga hay phương Tây, ông nói. Giới chuyên gia Nga thừa nhận rằng trận đánh giữa T-90M và Bradley tại Abdivka là minh chứng cho thấy không được phép chủ quan, coi thường bất kỳ loại vũ khí nào trên chiến trường, dù thông số lý thuyết của chúng có thể chênh lệch rất nhiều. Bradley vẫn là loại thiết giáp nguy hiểm với bộ binh và xe tăng Nga, không phải tự nhiên mà nó được chọn làm xe chiến đấu bộ binh chủ lực của quân đội Mỹ, Slepchenko cảnh báo. Thưa quý vị, phát động chiến tranh xâm lược Ukraine được coi là quyết định khôn 3 năm dạy 1 giờ của Putin khi mà đã kéo nước Nga xa lầy vào một cuộc chiến tiêu hao và những lệnh trừng phạt chồng chất chưa thấy hồi kết. Bên cạnh đó, trong gần 48 tháng chiến tranh, chất lượng không như quảng cáo của vũ khí Nga cũng bị vạch trần triệt để, Do đó, các nguồn tin Ấn Độ tiết lộ New Delhi đang tìm cách tránh xa nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của mình là Moscow sau khi khả năng cung cấp đạn dược và phụ tùng của Nga bị cản trở bởi cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, Ấn Độ phải thận trọng để tránh đẩy Nga xích lại gần Trung Quốc hơn. Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, đang dần chuyển hướng sang phương Tây khi Mỹ tìm cách tăng cường quan hệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với hy vọng kiềm chế một Trung Quốc đang trỗi dậy bằng cách giúp quốc gia Nam Á thoát khỏi sự phụ thuộc truyền thống vào Nga. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Nga cung cấp 65% tổng số vũ khí trị giá hơn 60 tỷ Mỹ Kim mà Ấn Độ đặt mua trong hai thập niên qua. Nhưng cuộc chiến xâm lược ở Ukraine đã đẩy nhanh động lực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của New Delhi. Chuyên gia về Nga Nandan Onikrishnan tại Quỹ Nghiên cứu và Nhà quan sát ORF ở New Delhi cho biết, chúng tôi khó có thể ký bất kỳ thỏa thuận quân sự lớn nào với nga đó sẽ là ranh giới đỏ đối với washington theo ông thương mại giữa ấn độ với nga trong lĩnh vực năng lượng và các lĩnh vực khác sẽ giúp giữ nga càng xa trung quốc càng tốt trong khi đó, bốn quan chức Ấn Độ giấu tên cho hay, quan điểm trên được New Delhi đưa ra bất chấp những lời đề nghị của Moscow liên quan đến các nền tảng như trực thăng Kamov tiên tiến nhất, máy bay chiến đấu Sukhoi và MiG cùng với sự bổ sung của hoạt động sản xuất chung ở Ấn Độ. Hiện các bộ ngoại giao và bộ quốc phòng của cả Ấn Độ và Nga đều không trả lời yêu cầu bình luận về những thông tin vừa đề cập. Các chuyên gia và quan chức xác nhận Moscow đã kêu gọi New Delhi tăng cường quan hệ quốc phòng. Song, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chuyển trọng tâm sang sản xuất trong nước với công nghệ phương Tây. Những nỗ lực như vậy sẽ phù hợp hơn với chương trình Make in India của nhà lãnh đạo này nhằm khuyến khích sản xuất trong nước khi ông đang nỗ lực tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng năm tới. Năm 2023, New Delhi và Washington đã ký thỏa thuận với General Electric qua đó mở ra cơ chế mới trong lĩnh vực chế tạo động cơ ở Ấn Độ nhằm trang bị cho các chiến đấu cơ của nước này. Đây là bước nhượng bộ đầu tiên của Mỹ đối với một quốc gia không phải là đồng minh. Vào thời điểm đó hai bên cũng công bố kế hoạch tăng tốc hợp tác công nghệ và sản xuất trong các lĩnh vực từ tác chiến trên không đến tình báo. Thưa quý vị, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tương lai viện trợ quân sự của phương Tây dành cho Ukraine, cần nhấn mạnh rằng người ukraine vẫn chân thành biết ơn sự hỗ trợ quốc tế mà đất nước họ đã nhận được trong hai năm qua đồng thời điều quan trọng là phải nhấn mạnh những đóng góp mà chính ukraine đã và đang tiếp tục thực hiện đối với an ninh châu âu đóng góp rõ ràng nhất của ukraine đối với an ninh châu âu là vai trò của nước này như tuyến phòng thủ đầu tiên của châu âu trước sự xâm lược của nga nói cách khác sẽ không có an ninh châu âu nếu không có chiến thắng của ukraine nhà lãnh đạo nga vladimir putin và các quan chức cấp cao khác của điện kremlin thường xuyên xác định cuộc chiến hiện nay là một cuộc xung đột chống lại toàn bộ thế giới phương tây tuy nhiên quân đội ukraine cho đến nay đã ngăn cản nga tiến xa hơn và tham gia vào các cuộc xung đột trực tiếp với các nước châu âu khác chừng nào quân đội nga vẫn tiếp tục tham gia đầy đủ vào ukraine hầu hết các nhà phân tích đều tin rằng moscow khó có thể bắt tay vào các cuộc xâm lược tiếp theo Điều quan trọng là Nga đã phải gánh chịu những tổn thất thảm khốc ở Ukraine, và điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tiến hành một cuộc chiến tranh lớn của Putin trong nhiều năm tới. Theo ước tính độc lập và dữ liệu nguồn mở, hàng trăm nghìn binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine, trong khi quân đội Nga cũng mất hàng nghìn xe tăng, hàng trăm máy bay và một số lượng đáng kể tàu chiến thành công của quân đội ukraine cũng cung cấp cho các chỉ huy quân sự châu âu những thông tin tình báo quan trọng giúp họ chuẩn bị thích hợp cho một cuộc chiến có thể xảy ra chống lại nga trong tương lai họ có thể thử nghiệm vũ khí mới trong điều kiện chiến đấu đồng thời nghiên cứu thực tế của chiến trường hiện đại và vai trò của các yếu tố tương đối mới bao gồm máy bay không người lái và tác chiến điện tử mà không cần phải khai triển quân đội của mình thất bại trong cuộc tấn công chớp nhoáng đầu tiên của Nga vào mùa xuân năm 2022 đã mang lại cho các nhà lãnh đạo châu Âu không gian thở quan trọng để bắt đầu khôi phục khả năng phòng thủ bị bỏ quên của chính họ. Mặc dù quá trình này chắc chắn không diễn ra nhanh chóng như nhiều người ở Kyiv mong muốn, nhưng hiện tại nó đang bắt đầu mang lại kết quả sản xuất vũ khí dự kiến sẽ tăng đáng kể trên khắp châu Âu trong năm 2024. Điều này sẽ thúc đẩy nỗ lực chiến tranh của Ukraine, đồng thời tăng khả năng tự vệ của châu Âu. Cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine đã có tác động biến đổi đối với dư luận châu Âu và giúp đoàn kết lục địa này xung quanh các giá trị cốt lõi của dân chủ, nhân quyền và bảo vệ chống lại chủ nghĩa độc tài. Quá trình này đã hồi sinh NATO và dẫn đến việc mở rộng liên minh với việc Phần Lan gia nhập vào năm 2023 và Thụy Điển dự kiến sẽ làm theo trong những tháng tới. Với việc Nga không còn có thể che giấu sự thù địch của mình đối với thế giới phương Tây, các chính phủ châu Âu đã bắt đầu giải quyết một cách muộn màng những nỗ lực sâu rộng của Điện Kremlin nhằm làm suy yếu các xã hội phương Tây từ bên trong. Điều này bao gồm việc loại bỏ các nền tảng tuyên truyền của Nga khỏi không gian thông tin và trục xuất các điệp viên Nga hoạt động trên khắp châu Âu dưới vỏ bọc ngoại giao. Sự ủng hộ của Nga đối với các đảng cực đoan và các phong trào phản kháng trong EU cũng bị giám sát chặt chẽ chưa từng có. Điều này khiến Điện Kremlin gặp khó khăn hơn trong việc tiếp tục tiến hành các chiến dịch gây bất ổn mà không bị phát hiện. Đồng thời, trong một số trường hợp, còn buộc các đồng minh và cộng tác viên của Moscow phải công khai tránh xa Nga. Sự kháng cự dũng cảm của Ukraine trước sự xâm lược của Nga đã đóng vai trò như một hồi chuông cảnh báo khuyến khích châu Âu tách mình ra khỏi Nga về mặt kinh tế và giảm bớt khả năng tiếp xúc với ảnh hưởng của Nga. Trong vài thập niên qua, nhiều nước châu Âu đã theo đuổi chính sách phụ thuộc ngày càng sâu sắc vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga. Hợp tác cũng mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác, bao gồm công nghệ và bán lẻ. Điều này cho phép Điện Kremlin xây dựng các liên minh không chính thức trong giới tình hòa chính trị và kinh doanh của châu Âu trong hai năm qua tình trạng này đã được đánh giá lại một cách triệt để cú sốc về việc nga xâm lược ukraine đã khiến các chính trị gia khắp châu âu phải suy nghĩ lại về quan hệ với nga và thường đưa ra những quyết định chính trị đau đớn nhằm giảm thiểu quan hệ với moscow nếu ukraine sụp đổ chỉ trong vài ngày hoàn toàn có khả năng các nhà lãnh đạo châu âu sẽ chấp nhận thực tế địa chính trị mới và tiếp tục làm ăn với nga sự trỗi dậy của một nước nga theo chủ nghĩa xét lại là mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với châu âu trong một thế hệ ukraine hiện là tiền tuyến của cuộc đối đầu này trong đó người ukraine đóng vai trò then chốt trong an ninh của lục địa này hỗ trợ quân đội ukraine đòi hỏi nguồn tài chính đáng kể và ý chí chính trị từ phía các đồng minh châu âu của nước này tuy nhiên nếu ukraine thất bại cái giá phải trả cho việc chống lại mối đe dọa từ nga sẽ tăng lên đáng kể khi chúng ta tiến gần tới mốc 2 năm ngày Nga xâm lược. Các nhà lãnh đạo khắp châu Âu dường như đang ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của Ukraine đối với tương lai an ninh châu Âu. Trong những tuần gần đây, các tuyên bố từ Berlin, Paris, London và các thủ đô châu Âu khác cho thấy quyết tâm ngày càng tăng trong việc mở rộng hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tóm tắt tâm trạng gần đây khi ông kêu gọi Pháp hướng tới nền kinh tế thời chiến. Nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố chiến thắng của Nga có nghĩa là sự kết thúc của an ninh châu Âu. Cuối cùng, đây là vấn đề tư lợi. Trừ khi Putin bị chặn lại ở Ukraine, ngày càng nhiều người ở châu Âu nhận thức được thực tế rằng họ sẽ sớm phải tự mình đối phó với Nga. Thưa quý vị, không quân Ukraine tiết lộ Nga hiện dự trữ khoảng 900 hỏa tiễn tầm xa, sắp xỉ một tháng trước, dù gần đây liên tục tập kích Kyiv Nga sản xuất khoảng 100 hỏa tiễn một tháng và đã sử dụng lượng lớn trong 3 đợt tấn công quy mô từ ngày 29 tháng 12 năm ngoái đến ngày 8 tháng 1. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat hôm qua cho biết, theo Inat, đây là lý do hỏa tiễn dự trữ của Nga không đổi dù liên tục tập kích Ukraine. Ông cho hay, Nga hiện còn khoảng 900 hỏa tiễn hành trình tầm xa, độ chính xác cao, tăng một chút so với hơn 870 quả vào tháng trước. Quan chức này cũng cho biết, Nga gần đây ít sử dụng hỏa tiễn hành trình Caliber mà chủ yếu triển khai hỏa tiễn đạn đạo, loại vũ khí khó bắn hạ hơn. Phòng không Ukraine thời gian qua thông báo tỷ lệ đánh chặn các đoàn tập kích của Nga thấp hơn nhiều so với năm ngoái, một phần do gặp khó khăn trong việc đối phó hỏa tiễn đạn đạo, vốn có tốc độ cao hơn nhiều so với hỏa tiễn hành trình. Một số loại hỏa tiễn hành trình cũng gây ra nhiều thách thức cho quân đội Ukraine, đặc biệt là dòng KH-22, loại đạn mà phòng không nước này chưa từng đánh chặn được. Giới chức Kiev cho biết, dù KH-22 được coi là hỏa tiễn hành trình, nó thực chất là vũ khí siêu thanh và không thể đối phó bằng các hệ thống phòng không thông thường mà nước này sở hữu. Chỉ có các lá chắn của hỏa tiễn hiện đại do phương Tây sản xuất như Patriot mới đủ sức đối phó với KH-22, song Ukraine mới chỉ sở hữu số lượng hạn chế những tổ hợp như vậy. Nga từ cuối tháng 12 2023 mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái UAV nhằm vào lãnh thổ Ukraine, chủ yếu nhắm mục tiêu vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Kyiv thay vì hạ tầng năng lượng của đối phương như hồi cuối năm 2022 đầu 2023. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuliba ngày 23 tháng 1 cho biết, các đồng minh phương Tây không cung cấp đủ hệ thống phòng không và hỏa tiễn cho nước này để bắn hạ hỏa tiễn UAV Nga. Trong bối cảnh đó, quân đội Ukraine đang phải phụ thuộc nhiều hơn vào các loại đạn pháo phòng không đời cũ và vũ khí hạng nhẹ để đối phó. Kyiv ngày 23 tháng 1 đăng video binh sĩ nước này sử dụng súng máy hơn 90 năm tuổi do Mỹ chuyển giao để bắn hạ một hỏa tiễn hành trình của Nga. Truyền thông Ukraine hồi đầu tháng cũng cho biết quân đội nước này đã sử dụng pháo phòng không ZU-23-2 từ thời Liên Xô hạ hỏa tiễn hành trình Nga bay thấp dù không có radar chỉ thị mục tiêu hỗ trợ. Ukraine có thể đã giành chiến thắng trong cuộc chiến nhanh hơn nếu nhận được sự cho phép từ các đối tác phương Tây sử dụng vũ khí tầm xa do họ sản xuất để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Điều này được tư lệnh lực lượng hải quân Ukraine, phó đô đốc Oleksiy Nesbaba, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Sky News của Anh. Nhà báo đặt câu hỏi: "Liệu Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến nhanh hơn nếu nhận được sự cho phép của các đối tác để sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất?" đặc biệt là hỏa tiễn Storm Shadow và Attack MS, chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Tất nhiên, lực lượng vũ trang càng sớm nhận được tiềm năng chiến đấu cần thiết và khả năng nhất định để phá hủy cơ sở hạ tầng của đối phương, thì chúng ta càng giành chiến thắng nhanh hơn. Với tư cách là một quân nhân, tôi sẽ nói như sau. Kẻ thù biết khả năng chiến đấu của chúng ta, lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ phản ứng tương ứng với hành động của chúng ta. Do đó, tất nhiên, nếu chúng ta có khả năng quân sự không giới hạn, Hãy tin tôi, cuộc chiến sẽ diễn ra hoàn toàn khác. Tư lệnh Nes Baba trả lời, theo ông, nếu Ukraine có một số loại vũ khí tầm xa nhất định có thể được sử dụng sâu hơn trên lãnh thổ Nga, thì tất nhiên những kẻ chiếm đóng sẽ hành xử khác, kể cả trên chiến trường. Putin đang hành xử như một tay xã hội đen nhỏ mọn, biết rằng nếu bị đánh trả thì sẽ không gây chiến. Nếu ông ta nhận ra rằng Ukraine có thể chống trả và khiến ông ta thực sự cảm thấy đau đớn, thì tất nhiên ông ta sẽ chấm dứt tất cả. Phó đồ đốc kết luận. Trong khi đó, Ngoại trưởng Dimitro Kileba tuyên bố rằng Ukraine có khả năng giành lại quyền kiểm soát không phận, đặc biệt thông qua việc sử dụng máy bay chiến đấu F-16. Tuy nhiên, để đạt được kết quả này, cần phải đáp ứng một điều kiện. Ông nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Litva, Nếu chúng tôi nhận được F-16, nếu chúng tôi có máy bay không người lái chiến đấu và trinh sát, và đây chính là tầm quan trọng của sự hợp tác của chúng tôi với Litva", nếu chúng tôi có hệ thống tác chiến điện tử và hỏa tiễn, chúng tôi sẽ kiểm soát bầu trời của mình. Đây là điều có thể đạt được. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine lưu ý. Ông Kuleba nói thêm rằng các quyết định liên quan đang được thực hiện, nhưng Bộ trưởng nhấn mạnh cần phải nhận đủ số lượng những yếu tố này và vào thời điểm thích hợp. Một căn cứ Mỹ ở đông bắc Jordan bị tập kích UAV trong đêm khiến ba binh sĩ thiệt mạng Ngày 28 tháng 1, ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng, 25 người bị thương trong đợt tập kích UAV nhằm vào căn cứ ở đông bắc Jordan, gần biên giới với Syria. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ Sencom thông báo, một quan chức Mỹ cho biết vụ tấn công xảy ra trong đêm vào tháp 22, một tiền đồn nhỏ của Mỹ gần biên giới Syria. Máy bay không người lái UAV tự sát lao vào khu vực sinh hoạt chung của lực lượng đồn trú, gây ra thương vong cao. Tháp 22 là nơi đóng quân của một nhóm binh sĩ Mỹ chuyên thực hiện nhiệm vụ cố vấn và hỗ trợ cho lực lượng Jordan. Đây là lần đầu tiên lực lượng Mỹ ở Trung Đông ghi nhận thương vong do địch thủ gây ra kể từ khi chiến sự Gaza bùng phát hồi tháng 10 năm 2023. Chúng tôi đang thu thập thông tin về vụ tấn công. Chúng tôi biết vụ tấn công do các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn hoạt động ở Iraq và Syria gây ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết thêm rằng Washington sẽ có biện pháp đáp trả Omar Abu Layla, nhà hoạt động phụ trách trang tin Dear Ejot 24 cho hay, khu vực này là cứ điểm của các nhóm vũ trang Majadin và Bokhaman. Sau vụ tấn công, các tay súng được Iran hậu thuẫn ở miền đông Syria đã bắt đầu di tản khỏi nơi đóng quân do lo sợ Mỹ không kích trả đũa. Layla cho biết, hãng tin Petra đưa tin Jordan lên án vụ tấn công vào tiền đồn ở biên giới với Syria, gây thương vong cho lực lượng Mỹ đang hợp tác với Jordan đối phó chủ nghĩa khủng bố và bảo vệ biên giới. Phát ngôn viên chính phủ Jordan gửi lời chia buồn đến phía Mỹ và thêm rằng lực lượng vũ trang của Amman không ghi nhận thiệt hại về người. Nhóm Islamic Resistance ở Iraq ngày 28 tháng 1 nói đã tập kích UAV nhằm vào binh sĩ Mỹ tại ba địa điểm ở Syria, trong đó có hai căn cứ gần khu vực biên giới giữa Iraq, Syria và Jordan. Hiện chưa rõ nhóm này có liên quan vụ tập kích khiến ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng hay không. Sự hiện diện của binh sĩ Mỹ ở Jordan là vấn đề nhạy cảm khi tâm lý bài Mỹ tại quốc gia Trung Đông gia tăng do Washington ủng hộ Iran trong cuộc chiến với Hamas. Amman hồi tháng 1 năm 2021 ký thỏa thuận quốc phòng với Washington cho phép lực lượng Mỹ tiếp cận không bị cản trở với một số cơ sở quân sự kho lưu trữ của Jordan. Các căn cứ Mỹ tại Trung Đông, đặc biệt là ở Iraq và Syria, gần đây hứng chịu hàng loạt cuộc tập kích. Những vụ tập kích này nhằm phản đối hỗ trợ của Mỹ cho Iran. Giới chức Mỹ cho biết lực lượng nước này tại Iraq và Syria đã bị tấn công hơn 158 lần bằng UAV, rocket hoặc hỏa tiễn kể từ ngày 17 tháng 10 nhưng không có thiệt hại nghiêm trọng về con người hay hạ tầng. Nikki Haley cho rằng ông Donald Trump đang gây sức ép để các lãnh đạo đảng Cộng hòa coi ông là ứng viên đại diện quá sớm khi vòng bầu cử sơ bộ mới chỉ vừa bắt đầu. Ông ấy không thể chèn ép cuộc đua để giành đề cử. Nikki Haley, cựu thống đốc bang Nam Carolina nói trong chương trình Meet the Press của NBC ngày 28 tháng 1, cho rằng cựu tổng thống Donald Trump gây áp lực để buộc Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa RNC ủng hộ ông quá sớm. Bà Haley, đối thủ chính của ông Trump cho rằng, quá trình đề cử ứng viên Đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống Mỹ đang ở giai đoạn đầu, khi mới qua vòng sơ bộ ở hai bang Iowa và New Hampshire, ông ấy không thể làm điều đó chỉ dựa trên hai bang, bà nói. Cựu thống đốc Nam Carolina cũng chỉ trích RNC vì đã dùng ủng hộ và nguồn lực của Đảng Cộng hòa để hậu thuẫn ông Trump ngay sau cuộc bỏ phiếu sơ bộ ở New Hampshire ngày 23 tháng 1. Chủ tịch RNC Ronna McDonnell ngày 23 tháng 1 nói với Fox News rằng, Ý chí của cử tri rất rõ ràng, chúng ta cần đoàn kết ủng hộ ứng viên để giành đề cử là ông Donald Trump. Dù thua ông Trump ở Iowa và New Hampshire, bà Haley tuyên bố sẽ không rời cuộc đua tranh đề cử ít nhất đến siêu thứ ba ngày 5 tháng 3 khi 16 bang và vùng lãnh thổ Mỹ đồng loạt tổ chức bầu cử sơ bộ. Nam Carolina, nơi bà Haley từng có hai nhiệm kỳ thống đốc, là địa điểm tiếp theo tổ chức bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ngày 24 tháng 2. Song hầu hết nhà lập pháp của đảng Cộng hòa ở đó đều ủng hộ ông Trump. Cuộc khảo sát mới của tổ chức phi chính phủ American Promise và công ty thăm dò dư luận Tishon Group chỉ ra ông Trump nhận được 58% ủng hộ, trong khi bà Haley là 31%, 11% cử tri được hỏi chưa quyết định chọn ứng viên nào. Bà Haley đặt cược hy vọng có thể thắng ông Trump tại bang quê nhà. Tuy nhiên, bà tuyên bố ngay cả một trận thua ở đây cũng không nhất thiết khiến bà bị loại khỏi cuộc đua. Cựu thống đốc Nam Carolina cho biết bà chỉ cần làm tốt hơn ở New Hampshire, nhưng bà đã thua ông Trump 11 điểm phần trăm. Chúng tôi sẽ tiếp tục và xem điều này sẽ đưa chúng tôi tới đâu. Tôi sẽ cạnh tranh ở từng bang, bà nói. Năm 2025 sắp tới được cho sẽ là một năm mà thương chiến Mỹ Trung sẽ bùng nổ thêm một lần nữa thưa quý vị. tờ Washington Post ngày 27 tháng 1 đưa tin cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ ý định trước các cố vấn của ông về việc áp mức thuế cố định 60% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nếu ông lên nắm lại quyền trong tòa Bạch Ốc. Các chuyên gia cho rằng một quyết định như vậy sẽ có những tác động lớn lên kinh tế thế giới và gây ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Thậm chí, những tác động này còn sâu rộng hơn nhiều so với cuộc chiến thương mại mà cựu tổng thống đã bắt đầu với Trung Quốc vào năm 2018. Erika Yok, chuyên gia kinh tế cấp cao của Tax Foundation, nhận định trong bài viết của Washington Post, cuộc chiến thương mại năm 2018-2019 đã gây thiệt hại vô cùng lớn. Quyết định này sẽ đảo ngược và phân mảnh thương mại toàn cầu đến mức chúng ta chưa từng chứng kiến trong nhiều thế kỷ. Theo một báo cáo của Hội đồng kinh doanh Mỹ-Trung thuộc công ty tư vấn tài chính Oppose Economist được công bố vào tháng 11 năm 2023, việc chấm dứt vĩnh viễn thương mại bình thường với Trung Quốc sẽ khiến nền kinh tế nước này thiệt hại 1.600 tỷ Mỹ kim. Dữ liệu của Washington Post cho thấy tổng kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc đạt khoảng 550 tỷ Mỹ kim vào năm 2022. Mức thuế trung bình hiện tại đối với hàng hóa Trung Quốc là khoảng 12%. Ông Trump đã áp thuế 25% đối với khoảng 150 tỷ Mỹ Kim hàng hóa và 7,5% đối với 100 tỷ Mỹ Kim hàng hóa khác. Những mặt hàng nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc bị đánh thuế ở mức khoảng 2-3%, nhà phân tích York liệt kê. Phần lớn các mức thuế hiện tại mà Mỹ áp đặt đối với Trung Quốc vẫn được Tổng thống Joe Biden duy trì từ người tiền nhiệm. Ông Biden chỉ hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với chất bán dẫn và các thiết bị khác, bất chấp những rắc rối pháp lý phải đối mặt con đường để ông trump trở thành ứng viên đại diện của đảng cộng hòa tham gia vào cuộc chạy đua tòa bạch ốc đối đầu với tổng thống joe biden ngày càng rộng mở và rõ ràng hơn trong các cuộc vận động tranh cử ông trump luôn nói với người ủng hộ rằng ông sẽ đảo ngược vị thế của trung quốc đang là quốc gia được ưu đại nhất về thương mại cựu tổng thống từng bốn lần bị truy tố chỉ ra mỹ hiện có mức thuế nhập khẩu thấp nhất thế giới tuy nhiên số tiền này là nguồn hỗ trợ quan trọng cho ngân sách đất nước Cựu tổng thống Trump cam kết sẽ có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc hơn chính quyền hiện tại của tổng thống Joe Biden. Quyết tâm của ông Trump trong việc đẩy mạnh cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh phản ánh những lợi thế kinh tế mà cựu tổng thống đang muốn chú trọng trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông Trump cũng từng đưa ra một số ý tưởng mới lạ cho nhiệm kỳ thứ hai. Ví dụ như xây dựng thành phố tự do ở các vùng khác nhau của Mỹ, song chủ yếu vẫn tập trung vào việc tăng cường các chính sách mà ông theo đuổi trong nhiệm kỳ đầu tiên, bao gồm nghiêm ngặt trấn áp vấn đề nhập cư, các giảm thuế doanh nghiệp và các mức thuế mới mang tính đột phá đối với các đối tác thương mại của Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, thưa quý vị, tờ Cathy Marini mới đây cho hay, chính quyền Hy Lạp đã chấp thuận chuyển giao các hệ thống vũ khí của Liên Xô cho Ukraine sau khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho phép bán máy bay chiến đấu F-35 cho Athens với giá 8,6 tỷ đô la. Theo ấn phẩm, giới lãnh đạo chính trị và quân sự của đất nước đã đưa ra những chỉ dẫn cần thiết. Kyiv sẽ nhận được các thiết bị quân sự và trang bị không còn được quân đội Hy Lạp sử dụng. Đổi lại, Washington sẽ hỗ trợ thêm cho Athens và bồi thường 200 triệu đô la. Một đề xuất tương ứng được nêu trong một lá thư của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken gửi Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Chính xác những gì sẽ được bao gồm trong gói không được tiết lộ. Từ các nguồn tin mở, Hy Lạp được trang bị hệ thống phòng không Thor, OSA S-300 và súng phòng không ZU-23-2. Năm ngoái, người ta biết rằng chính quyền nước này đã quyết định ngừng tài trợ cho các chương trình hỗ trợ và bảo trì cho các hệ thống hỏa tiễn phòng không kiểu Liên Xô. Trước đó có thông tin cho rằng Hy Lạp sẽ mua tới 40 máy bay chiến đấu F-35 từ Mỹ. Theo Bloomberg, ngoài ra, Washington còn có ý định cung cấp miễn phí cho Athens hai máy bay chở hàng C-130H, 10 động cơ cho máy bay P-3, 3 tàu tuần duyên lớp Protector và 60 xe chiến đấu bộ binh Bradley. Trong chuyến thăm Hy Lạp ngày 6 tháng 1, ngoại trưởng Blinken đã yêu cầu thủ tướng Mitsotakis mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine và ông cho vài ngày để hoàn tất phản ứng của mình. Vào cuối tháng 11 cũng có thông tin cho rằng Hoa Kỳ có kế hoạch mua 75.000 quả đạn pháo từ Athens cho Kyiv với giá 47 triệu đô la. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Hy Lạp vào mùa hè năm 2023. Sau đó, ông yêu cầu các hệ thống phòng không để bảo vệ hành lang ngũ cốc thay thế do Kiev tổ chức sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Vào cuối tháng 8, Đức đã đề nghị Hy Lạp chuyển 100 xe tăng Leopard 1A5 của mình sang Ukraine và đổi lại sẽ nhận được các phương tiện tương tự nhưng được hiện đại hóa. Đồng thời, Berlin hứa sẽ chịu chi phí sửa chữa và cải tiến lớn cho xe bọc thép. Trước đó, Athens đã chuyển giao BMP-1 cho lực lượng vũ trang Ukraine theo kế hoạch tương tự. Sau đó, Hy Lạp nhận được một Model 1 của Đức. Ngoài cung cấp vũ khí tầm xa và sử dụng tài sản bị tịch thu của Nga cho Ukraine, thì thiết nghĩ vẫn còn một bước nữa để bảo đảm chiến thắng cho Kyiv, đó là triệt tiêu những con ngựa thành Troy trong nội bộ của EU. Do đó, tờ Financial Times viết, trích dẫn một kế hoạch được phát triển ở Bruxelles, Liên minh châu Âu sẽ tấn công nền kinh tế Hungary nếu Budapest không dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với việc phân bổ 50 tỷ euro viện trợ cho Ukraine. Tài liệu phát thảo một chiến lược nhằm vào điểm yếu kinh tế của Hungary. Trong số các điểm dễ bị tổn thương, Bruxelles ghi nhận lạm phát rất cao, đồng tiền yếu và mức thanh toán dịch vụ nợ cao nhất ở EU. Nếu thủ tướng Hungary Viktor Orbán chẳng quyết định viện trợ cho Kyiv tại hội nghị thượng đỉnh ngày 1 tháng 2, EU có ý định làm suy yếu thêm đồng tiền của Hungary và giảm sức hấp dẫn đầu tư của nền kinh tế, nhằm gây tổn hại đến việc làm và tăng trưởng kinh tế. Với sự phản đối hơn nữa từ Orbán, các nhà lãnh đạo EU khác có thể công khai tuyên bố cắt hoàn toàn nguồn tài trợ cho Hungary, nhằm làm thị trường hoảng sợ như ft viết những người đứng đầu nhà nước và chính phủ sẽ báo cáo rằng do hành vi thiếu tính xây dựng của thủ tướng hungary họ thậm chí không thể tưởng tượng được khả năng cung cấp vốn cho budapest nếu không có nguồn tài trợ này các công ty châu âu và quốc tế có thể mất hứng thú đầu tư vào hungary tài liệu bruxelles lưu ý rằng biện pháp này sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách và giảm tỷ giá hối đoái theo nguồn tin ngoại giao của ft nhiều nước eu ủng hộ kế hoạch của bruxelles đối với hungary Trước đó, EU đã gây áp lực tài chính lên Ba Lan và Hungary do vấn đề pháp quyền. Nhưng đây có thể là lần đầu tiên chiến lược nhằm làm suy yếu nền kinh tế của một quốc gia thành viên có thể được sử dụng lần đầu tiên, FT lưu ý. Thưa quý vị, người Nga đang thao túng việc máy bay IL-76 bị bắn rơi để làm chậm quá trình chuyển giao hệ thống phòng không cho Ukraine. Tuy nhiên, đây không phải là mục tiêu cuối cùng của Liên bang Nga. Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã nói về điều này. RBC Ukraine đưa tin dựa theo phát biểu của ông trên chương trình truyền hình quốc gia. Những gì tôi thấy ở đây là hai điều. Thứ nhất là làm chậm quá trình chuyển giao hệ thống phòng không cho Ukraine. Trong những tháng gần đây, chúng ta đã chứng kiến một số lượng lớn máy bay Nga bị phá hủy. Họ lo sợ rằng điều này sẽ tiếp diễn và muốn Ukraine không có cơ hội bắn hạ máy bay Nga hay sử dụng các hệ thống chống hỏa tiễn theo dọc chiến tuyến, ông Podolyak nói. Mục tiêu thứ hai của người Nga, theo ông Podolyak, là giảm sự chú ý của thế giới văn minh đến việc quân đội Nga vi phạm các quy tắc chiến tranh và công ước, cho thấy cả hai bên đều bị cáo buộc vi phạm chúng. Xin nhắc lại, vào ngày 24 tháng 1, một máy bay vận tải quân sự IL-76 của Nga đã bị bắn rơi ở quận Korochansky của vùng Belgrade. Theo nguồn tin của ABC Ukraine, chiếc máy bay này đang vận chuyển hỏa tiễn cho hệ thống phòng không S-300. Trong khi đó, Nga tuyên bố có 65 tù nhân Ukraine, 6 thành viên phi hành đoàn và 3 người áp tải trên máy bay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng kẻ thù đang đùa giỡn với mạng sống của tù nhân Ukraine và kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế. Còn theo Ủy viên Thanh tra Nhân quyền Ukraine dmitro Lubinets, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có thể có hàng chục người trên máy bay IL-76 đó, như phía Nga tuyên bố. Bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc. Rất cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Second Post để cập nhật tin tức. Và rất mong quý vị hãy tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.